một cái. Bất kể là bạn bè hay người lạ. Lúc tối con cũng hỏi Bồ Tát, nhưng người không trả lời con. Người không nói gì cả. Chưa hết, thầy đang đọc đã. Con cũng xin hỏi và xin Bồ Tát cho con chịu những tổn thương mà con vô tình gây ra cho ai đó. Như thế có được không hả thầy? Đấy. Đây chắc chắn là một bạn sinh viên mới ra trường. Câu hỏi cũng hơi khó, xin lỗi các Phật tử cũng nạp năng lượng một chút. Chúng ta biết rằng sống ở trên đời có nhiều sự bất công. Bất cứ một quốc gia nào đều có sự bất công. Ở thế giới Sa Bà này, vì sao gọi là thế giới Sa Bà các vị biết không? Nhà Phật á, Đức Phật nói thế giới Sa Bà. Vì sao gọi là Sa Bà? Từ Sa Bà là nguyên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhẫn. Sa Bà dịch sang tiếng Trung Quốc là kham nhẫn. Dịch sang tiếng Việt, nghĩa của tiếng Việt trong kham có nghĩa là gì? Là kham khổ. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Ở thế giới này chúng ta phải chịu đựng được những kham khổ, phải nhẫn nại được những cái sự khổ đau đó thì chúng ta mới thấy an lạc, mới được an lạc. Cho nên là chúng ta bảo là đi đòi cái sự công bằng tuyệt đối ở thế giới Sa Bà của chúng ta là không có. Vì sao tôi bảo không có? Đến thành Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, chúng ta biết là một hôm Đức Phật đang giảng pháp, thành Phật rồi, lầu tận rồi, nghiệp hết rồi, công đức trí tuệ viên mãn rồi, nhưng mà hôm Ngài đang giảng pháp, một cô con gái tuổi 18 đôi mươi, con của một ông Bà La Môn, nó đồn cái rẻ đầy cái bụng nó lên, nó đi từ ngoài cửa, nó chỉ vào, nó bảo: "Này ông Sa Môn Gautama kia, Sa Môn Cù Đàm kia", chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó. "Mấy tháng trước tôi đến nghe ông giảng đạo, ông lời hay tiếng ngọt với tôi, và tôi đã chót dại với ông." "Và bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đối với gì? Cái thai ở trong bụng tôi này." Đó. Đức Thế Tôn không nói không rằng, đại chúng nghe pháp lúc đó cũng mấy ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta này. Trong đó có 1250 đệ tử thường theo Ngài đã chứng đắc thánh quả thì yên lặng không nói không rằng. Còn các vị mới đến tu một vài lần, mới đến nghe Phật thuyết pháp lần đầu á, thì lặng lặng đứng dậy bỏ về gần hết. Và thấy mọi người đứng dậy bỏ về rồi, cô gái đó càng được nước, càng nhảy tung tăng, và Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài dừng buổi pháp thoại lại, không nói gì. Ngài ngồi nhập thiền và quán niệm hơi thở, theo dõi hơi thở, mở lòng từ bi ra với cô gái, mong rằng cô gái đó sẽ nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà cô gái đó không dừng lại ở đó. Thấy mọi người ra về, cô đó lại càng nghĩ rằng cái mục đích của mình sắp sửa thành công rồi. Vì sao? Vì ông bố của cô gái chính là một vị Bà La Môn ở trong cái khu vực đó. Trước đây có rất đông đệ tử, nhưng khi Đức Phật đến đó thuyết pháp lập đạo tràng, các đệ tử của ông đó theo Phật, người thì xuất gia, người thì ở tại gia theo Phật gần hết rồi. Và bố của cô ta rất phiền não. Thấy bố phiền não, cô ta hỏi thì nghe bố cô kể, thì cô mới bạch nói với bố rằng vậy bố cứ để chuyện này con sẽ lo. Và bàn một cái mưu là gì, hàng ngày cô ấy tới giả vờ tới nghe Phật thuyết pháp, đi thật sớm về thật muộn, đi sớm đến để quét sân tinh xá và giải tọa cụ cúng dường các sư. Chiều về mọi người về hết, cô ấy nán lại sau, cô ấy dọn tọa cụ cho chư tăng, rồi quét sân chùa và lủi thủi, cứ lủi thủi làm ra vẻ như một cái gì rất huyền bí và gần gũi. Và thường cô ấy tới quét cái sân ở trước thất Đức Phật đang tu á. Bẵng đi khoảng độ 1-2 tháng sau, cô không tới nghe pháp nữa. Áng chừng khoảng độ tầm 4-5 tháng, cô đồn cái bụng của cô to lên khoảng người mang thai 4-5 tháng đó. Cô đến,
cô nói với Đức Phật như vậy. Và chúng ta biết những người mới đến chùa lúc đó, mới đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp, lẳng lặng bỏ ra về, chỉ các hàng đệ tử chứng đắc thánh quả thì ngồi an lành tĩnh lặng như vậy, nhắm mắt quán niệm hơi thở theo Đức Phật, quán niệm từ bi theo Đức Phật. Đức Phật càng không nói gì. Cô ta thấy mọi người càng đứng dậy ra về. Mọi người mới đến chùa lần đầu nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu nghĩ rằng ông này quả thật là một vị đại lừa đảo, một cái vị ngoại đạo đại lừa đảo. Ông xưng là vô thượng chính đẳng chính giác, xưng là Phật là Thế Tôn, vân vân này nọ, đạo hạnh viên mãn. Không ngờ đứng đằng sau ông còn gì, ông còn tư tình và quan hệ bất chính với một cô gái 18 đôi mươi như vậy, lừa đảo nhà người ta. Con cái người ta làm con thì người ta có thai rồi, bây giờ thì còn không dám nhận. Một thằng con trai như thế làm sao có đủ tư cách ở trên đời mà còn xưng là Phật nữa. Cho nên một số các Phật tử đó khá đông đã đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn không nói không rằng. Rồi cô ta thấy là sắp đạt được cái mục đích của mình rồi. Rất đông người ra về, quá 2/3 số người đứng dậy ra về rồi. Cô ta càng đứng lên, cô ta nói to hơn và đi sát lên Đức Phật hơn. Rồi cô ta cứ tiếp tục là cô ta chửi mắng. Bây giờ ở trong kinh Nikaya, tức là kinh Nhà Hàm á, kể về câu chuyện nó nói rằng bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trên cung trời Đao Lợi, tự nhiên hôm đó thấy là nóng lòng nóng ruột, ngồi ở trên tòa ngồi của mình nhưng là thấy như là ngồi trên là đống lửa ấy. Cho nên á, Ngài mới dùng cái thiên nhãn của mình nhìn xem là mình có lỗi lầm gì không, tại nhiên tại sao như thế. Rồi Ngài không thấy mình có lỗi gì, Ngài nhìn xuống trái đất này, thế giới chúng ta này, thấy là cô gái đang xỉ và chửi mắng Đức Phật như thế. Cho nên ông liền lập tức dùng thần lực là đi xuống nhân gian này, ông hóa thành một cái con chuột. Ông từ từ ông leo lên đằng sau và ông chui vào, ông cắn đứt cái dây á, cắn đứt cái dây buộc vải ở bên trong á. Thế là cái dây buộc vải đứt, cái đống vải nó rơi tọt xuống, mọi người mới ồ lên một tiếng. Lúc đó chúng ta thấy Đức Phật cũng vẫn không nói gì. Tuy Đức Phật không nói gì nhưng mà đạo hạnh của Ngài á được mọi người đồn càng ngày càng đồn ra, và đạo hạnh của Đức Phật càng ngày càng được nhiều người biết tới. Và chúng ta thấy là ở thế giới này tu hành thành Phật rồi mà vẫn còn bị oan. Mà còn đây có một bạn này, bạn nói là học 4 năm học sinh viên ở trong nhà trường, học rất tốt, rất giỏi, nhưng mà cái bằng thì không được là xuất sắc, đứng đầu. Các bạn cùng học kém hơn nhưng mà nó có tiền, con nhà giàu nó bỏ tiền ra mua, nó xuất sắc đứng đầu. Và bạn này thấy như vậy nản và nói nghĩ là cuộc xã hội như vậy sống không công bằng. Con đừng có nản, ở đây thầy khuyên con đừng có nản. Cái điều quan trọng mà con được nó là gì? Đó là cái kiến thức 4 năm học của con thực sự đã ở trong đầu óc của con, và cái kiến thức đó nó sẽ đi theo cho con chọn cuộc đời này. Kiến thức đó con biết vận dụng và biết phấn đấu rồi con sẽ làm nên tất cả. Còn cái bằng mà họ mua bỏ tiền của bố mẹ ra cho để mua kia, nó chỉ là tờ giấy có đóng con dấu bất chính vào đó mà thôi. Và có thể họ xin được công việc tốt đẹp hơn nhờ cái bằng xuất sắc đó, nhưng mà vào đó họ không làm được thì sớm muộn họ cũng bị sa thải mà thôi. Hoặc khi mà bố mẹ của họ về hưu rồi, không còn chỗ dựa nữa, họ không có kiến thức thật thì họ cũng sẽ bị tụt hậu mà thôi. Còn con, bằng cái kiến thức thực tế mà con học được, bằng cái sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của con càng làm con càng đi lên, lên bằng chính bàn tay khối óc và trí tuệ của mình, đó mới là vốn quý. Có được không? Đó, còn tối hôm qua con hỏi Bồ Tát vì sao Bồ Tát không trả lời, vì sao Bồ Tát lặng im, vì Bồ Tát bảo là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho con. Tối hôm qua Bồ Tát đã phó chúc là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho Bồ Tát, và đúng bây giờ Bồ Tát phó chúc cho thầy bảo nay con phải trả lời cho một bạn sinh viên này, không có bạn mất niềm tin với Tam Bảo đấy. Cho nên thầy rất nhiều câu hỏi đây, thầy bốc trúng câu hỏi của con và trả lời cho con rồi đấy.
Và con nên suy nghĩ rằng nhân quả, Đức Phật thuyết về giáo lý nhân quả là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hãy đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, con hãy đọc về quy luật vận hành của nhân quả, con sẽ thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà đời này những người làm thiện mà vẫn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống. Đó chính là cái nhân đời trước họ gieo, đời này quả thiện nó chưa đến vậy. Nhưng đừng có buồn là cái nhân thiện hôm nay chúng ta trồng, chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ được hưởng quả. Giống như người nông dân vậy, họ hôm nay họ trồng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.